Gói hỗ trợ lãi suất trị giá 40.000 tỷ đồng trong năm 2022-2023 là chính sách hỗ trợ lãi suất có quy mô lớn nhất từ trước tới nay sử dụng ngân sách nhà nước được triển khai qua hệ thống ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, đến nay sau 3 tháng triển khai, tiến độ giải ngân trên địa bàn thành phố vẫn rất chậm. Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Đà Nẵng, đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, số lượng khách hàng được hỗ trợ lãi suất ưu đãi theo quy định 31 năm 2022 của Chính phủ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không chỉ riêng Đà Nẵng, việc giải ngân gói hỗ trợ 40.000 tỷ theo quy định 31 đang cản ở tất cả các địa phương. Theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, doanh số cho vay hỗ trợ lãi suất đến nay mới đạt gần 4.100 tỷ đồng đối với gần 550 khách hàng. Số tiền lãi đã hỗ trợ cho khách hàng đạt khoảng 1 tỷ đồng. Có thể thấy, đây là một con số quá thấp so với mức 40.000 tỷ đồng của gói hỗ trợ, trong khi cộng đồng doanh nghiệp rất mong chờ được hỗ trợ. Bản thân các doanh nghiệp cũng rất mong muốn rằng là doanh nghiệp có được hỗ trợ lãi suất 2% hay không. Mặc dù cơ chế chính sách đã có, song quá trình triển khai thực tế gặp không ít khó khăn, như việc xác định đối tượng được hỗ trợ lãi suất, xác định mục đích sử dụng vốn để xác định khách hàng có thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất hay không, nhất là đối với những khách hàng kinh doanh đa ngành nghề, thì việc tách bạch mục đích sử dụng vốn là điều không dễ dàng. Bên cạnh đó, một số khách hàng kinh doanh nhưng không đăng ký hộ kinh doanh, nên không đủ điều kiện được vay vốn ưu đãi. Một số khách hàng thuộc đối tượng đủ điều kiện khi được các chi nhánh ngân hàng thương mại tiếp cận thì e dè chưa sẵn sàng vay vốn ưu đãi do khách hàng có nhu cầu vay ít, kinh doanh nhỏ lẻ nên còn ngại về thủ tục hồ sơ và công tác hậu kiểm sau khi nhận hỗ trợ. Cái giải pháp mà hỗ trợ 2% lãi suất nó rất là ngắn hạn, nhưng rõ ràng hiện nay doanh nghiệp đang gặp phải là gì? Một là họ cần cái tái cấu trúc lại cái nguồn vốn, đặc biệt khoản vay. Bởi vì cái khó khăn hiện nay nó không giải quyết sau dịch, mà khó khăn đó là người ta sẽ đối diện với những cái rủi ro. Người ta không biết được cái trần lãi suất nó sẽ như thế nào. Bởi vì hiện nay cái vấn đề lạm phát cũng như là cái việc tiếp cận vốn khó, thì rõ ràng là các cái chỉ số chẳng hạn như là cái lãi suất tiền gửi đã cao, thì khi cộng biên độ đó thì rõ ràng các doanh nghiệp cũng rất khó để mà lo được các cái chi phí về tài chính. Bây giờ là nhu cầu doanh nghiệp họ cần đó là tái cấu trúc lại các cái khoản vay. Để kịp thời thực hiện quy định 31, ngày 16 tháng 8 năm 2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành chỉ thị số 03 yêu cầu các ngân hàng thương mại đẩy nhanh giải ngân hỗ trợ lãi suất cho khách hàng và giao dịch vụ cho từng đơn vị. Tuy nhiên, chỉ thị 03 vẫn không nới lỏng các điều kiện vay. Điều này, theo các doanh nghiệp, vẫn chưa thể gỡ vướng cho gói hỗ trợ này bởi điều kiện khá khắt khe là rào cản để doanh nghiệp tiếp cận gói hỗ trợ. Tiếp cận của các doanh nghiệp khó khăn bởi vì rất là nhiều yếu tố. Tính tiếp cận, cái thời gian tiếp cận của doanh nghiệp không phù hợp, rồi các cái doanh nghiệp lúc tiếp cận thì lại không đủ điều kiện, và một mặt nữa là thông tư và sự hướng dẫn của việc thực hiện nó chậm, không rõ ràng, cho nên các doanh nghiệp rất khó. Thực tế, quá trình phục hồi của doanh nghiệp sau đại dịch mới chỉ bắt đầu, các chỉ số tăng trưởng vẫn chưa thể hiện sự bền vững. Trong bối cảnh tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu đang diễn ra, gói hỗ trợ giảm lãi suất 2% là một phần trong chương trình phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo nghị quyết 43 của Quốc hội và nghị định 31 của Chính phủ, được ví như chiếc phao vàng giúp doanh nghiệp duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, đến nay, phần lớn doanh nghiệp vẫn chưa thể tiếp cận được chiếc phao này.